Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sàn Bít. Thì hôm nay em sẽ review một dòng xe địa hình có từ thương hiệu của Ancos. Để hôm qua thì em đã review dòng xe Rush của Ancos rồi. Thì hôm nay em sẽ review về dòng TB, dòng địa hình. Đấy. Hai chiếc xe này là cùng một mã, đó là Ancos ML 3.0. Đấy, chiếc xe này thì đang có rất là nhiều màu, màu trắng đỏ và màu đen xanh ngọc và màu đen đen đỏ. Đấy. Thì hôm nay em sẽ review về dòng xe Ancos phiên bản mới nhất MTB 2022. Đấy. Chiếc xe này thì cấu hình của nó thì được trang bị là cấu hình là khung sườn hợp kim thép. Đấy, khá là chắc chắn và được phủ sơn bóng ở ngoài này. Phủ sơn bóng ở ngoài, sơn là một sơn lớp tĩnh điện này. Nên là khi mà bị ngã hay là như nào thì không sợ bị xước sát nhiều về phần khung xe. Đấy. Thứ hai đó là xe được thiết kế là ghi đông thẳng, kèm theo đó là hai tay đề này được trang bị là hai tay đề Siming, ba đĩa 7 líp. Chiếc xe này giá của nó rất là phổ thông thôi. Đấy. Ngoài ra thì xe địa hình, xe này là xe địa hình MTB thì không thể thiếu đi là phần phuộc của xe rồi. Đấy, phuộc xe này thì được trang bị là phuộc lò xo rất là ok này. Đấy. Nếu các bạn chịu khó qua bên cửa hàng bảo dưỡng cái phuộc này thì các bạn sẽ được dùng cái phuộc này, tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Đấy, tiếp theo về phần bánh xe này là bánh xe vành 26 lốp 26 nhân 1.95 cũng khá là ok. Về phần vành xe thì cũng được trang bị là vành nhôm, vành hợp kim nhôm hai lớp, căm là căm tròn siêu chớn này. Trục thì được trang bị là trục mở khóa nhanh, chạy bi côn này. Phanh thì cũng được trang bị là cặp phanh đĩa cơ trước và sau. Đến cái phần chuyển tốc của chiếc xe này, chuyển tốc trước của chiếc xe này cũng được trang bị là chuyển tốc gạt đề Siming. Đấy. Còn đùi đĩa thì được trang bị là đùi đĩa Ancos 3 tầng đúc chạy bi bạc đạn đúc cốt trục vuông ở trong khung này. Đấy. Đấy, còn cái đùi đĩa này thì được bọc một lớp nhựa đúc khá là chắc chắn này. Về phần sau thì cũng được trang bị là Siming TZ. Đấy, các bạn có thể thấy là Siming TZ cũng khá là ok. Líp là líp 7 tầng. Dây thì vẫn dây đi ở ngoài chứ không đi dây âm sườn. Chiếc xe này thì đang được thiết kế trang bị thêm một chiếc gác ba ga thép khá là chắc chắn. Các bạn có thể đèo trọng lượng của gác ba ga này lên tới 60 kg. Đấy. Chiếc xe này thì nếu các bạn muốn sở hữu đi tập thể dục hoặc là mua cho con đi học thì có thể liên hệ ngay với shop xe đạp Hit hoặc số hotline 0964005166 hoặc 0936307317 thì được sư em tư vấn hỗ trợ. Đấy, giá rất là phổ thông. Các bạn có thể nhanh tay vì chương trình khuyến mãi của tháng 3 này vẫn đang được giảm giá thì các bạn có thể liên hệ luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.